quan chức cấp cao của Hoa Kỳ gặp mặt Bộ trưởng Ngoại giao Nam Hàn. Sáng nay, trợ lý Ngoại trưởng Hoa Kỳ đặc trách ở Đông Á và Thái Bình Dương là Daniel Brussel đã gặp mặt với Ngoại trưởng Nam Hàn, đó là ông Yoon Bun-si, tại thủ đô Seoul để thảo luận về các vấn đề song phương của hai nước. Ông Brussel và trợ lý Bộ trưởng Quốc phòng David Shear đã đến Seoul vào hôm Chủ nhật, trước thềm chuyến thăm tại Nhật Bản vào thứ Ba. Brussel và Shear đã tổ chức những cuộc hội đàm với ông Yoon Bun-si và Thứ trưởng Ngoại giao đặc trách chính trị vụ Nam Hàn, đó là Lee Kun-soo. Trong cuộc họp, ông Yoon đã cho biết là Hoa Kỳ và Hàn Quốc có thể sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ để đối mặt với nhiều vấn đề, không chỉ là vấn đề ở bán đảo Triều Tiên mà còn là các vấn đề khu vực và toàn cầu. Cuộc họp đã được diễn ra chỉ 2 ngày sau khi Bắc Hàn và Nam Hàn đồng ý nối lại đàm phán hòa giải. Quyết định nói trên đã được đưa ra sau khi Triều Tiên gửi phái đoàn cao cấp nhất từ trước tới nay sang Nam Hàn, chỉ sau 24 giờ thông báo. Phái đoàn nói trên đã gặp mặt với các quan chức Nam Hàn và cả Thủ tướng Chung Hong-won vào hôm thứ Bảy. Dẫn đầu phái đoàn là phụ tá cấp cao của lãnh đạo Bắc Hàn Kim Jong-un, đó là ông Hwang Pyeong-seol, người mặc quân phục nhà binh, và ông Choi Rong-hee. Theo Thứ trưởng Ngoại giao đặc trách chính trị vụ là ông Lee cho biết, cuộc họp lần này là một hữu ích để thảo luận về tình hình giữa hai nước. Ông Brussel cũng cho rằng chuyến thăm của các quan chức cấp cao Bắc Hàn là một động thái tích cực. Các quan chức Hoa Kỳ sẽ rời Nam Hàn để đến thăm Nhật Bản vào ngày thứ Ba.